Chúng tôi đang ở Kamala Beach thuộc Phuket, Thái Lan. Đi ngang qua hàng hủ tiếu này thấy ngon quá, nên thành ra vô đây mỗi người order một phần coi ra sao. What is the name? The name of this place? What is the name? La Luc Nam. Okay. Number one. La Luc Nam. Number one. Okay. Ooh. So good. Thank you. La Luc Nam. Okay. You see over here? La Luc Nam. Okay. Number one. Number one. Nè, yummy. Là lạ. Same one. Ồ, đâu có xem đâu, different. Different đó, chỉ có mix thôi. Là lúc nào hủ tiếu. Còn là hủ tiếu Thái Lan. Hủ tiếu Thái. Hủ tiếu Thái, sảy.